Sao không có lấy một người khách cho đàng hoàng chút? Chỉ toàn là khách uống chùa, đã vậy còn ngủ gật nữa. Thiệt, tức ơi là tức. Ủa, có khách hả cô Hiền? Làm gì có. Nó buôn bán ế ẩm, gặp anh Hải tới đây ngủ gật nữa thì ai dám vô. Trời ơi, buôn bán ế ẩm, tự nhiên đổ thừa cho tôi vậy. Cô đừng có lo, tại vì bây giờ ban ngày nên ít khách. Trời ơi, buổi sáng thì nó là tại vì sớm quá nên không có khách. Buổi trưa thì nó là tại vì người ta mắc đi làm nên không có khách. Rồi buổi tối thì nó là tại vì người ta về nhà hết rồi nên không có khách. Bây giờ rốt cuộc chuyện nào mới có khách đây? Cô Hiền. Gì anh? Hay là... Sao hả? Anh có ý kiến gì hả? Vô cô chủ quán xấu quá nên không ai vô uống. Anh Hải. Chị Hiền ơi. Loan. Trời ơi, quán buôn bán ế quá trời vậy đó. Uống ủng hộ chị gì mắc mắc coi. Uống đi, uống ly đi, được khuyến mãi một bọc hột dưa. Chị cho em ly cà phê sữa đá phải không? Ở bên phòng khám đông khách quá à. Đông khách lắm hả em? Cho nên chị cho em đi vào toilet nha. Cái gì? Ôi là tức vậy. Đúng là xui hết cỏ luôn. Vậy là sao hả? Có nghĩa là quán của cô bây giờ buôn bán ế ẩm quá, cho nên cô muốn nhờ mọi người trong nhà này góp ý cho cô làm sao cho quán đông khách hơn chứ gì? Dạ đúng rồi. Em qua đây là nhờ cả nhà suy nghĩ cách phụ giùm em. Một mình em nghĩ hoài mà không ra cách nào hết. Trời ơi, mấy cái mánh lưới lặt vặt làm ăn là phải hỏi bên này. Anh nghĩ chút giùm bạn coi. Cũng có suy nghĩ rồi đó. Suy nghĩ dữ lắm nhưng mà chỉ giờ có một cách duy nhất thôi. Cách gì vậy Dượng? Là bây giờ mình đổi cô chủ quán nào đẹp đẹp đi, chứ cô chủ quán xấu quá không ai vô uống hết á. Thì... Anh Hải này. Đúng là cái Dượng này. Quán cà phê của cô Hiền á là quán đàng hoàng, có phải quán bia ôm đâu mà cần phải có chủ quán đẹp. Ủa anh, bộ quán bia ôm mới có chủ quán đẹp hả anh? Ừ. Vậy chắc anh tới đó thường rồi đó anh biết ha. Ừ. Có. Anh chỉ nghe người ta nói thôi, cứ anh có tới đó bao giờ. Hay là vậy, giờ mình đem trò chơi của con nít ra quán thử được không? Trò chơi cho con nít đó hả? Ừ, mình làm như vậy ha, chắc chắn là nhiều bà mẹ sẽ đến quán. Xong rồi cái chắc chắn là thằng Sơn con nhà bà cũng sẽ ghé quán luôn chứ gì. Thì đúng rồi, tôi sẽ cho thằng Sơn ra chơi với bà mỗi ngày. Xong rồi cái thành ra tôi giữ con cho bà nguyên ngày luôn. Tất nhiên rồi. Con nhỏ này nghĩ coi đó, bạn của nó đó kêu bằng bán hàng ế ẩm tới đây để nhờ gia đình mình coi có cách nào mà để giúp hay không. Tự nhiên à, nó đem nó vụ lợi mình nó à, nó tính cái chuyện có mình nó à. Trời ơi, cái con này thiệt. Nè, con biết tánh nó mà. Dạ. Nói vậy chứ nó tốt bụng. Không sao đâu bác, tánh Thảo từ đó tới giờ con biết mà, đâu có thay đổi đâu. Thôi giờ bác có ý kiến này nè. Dạ. Con mua một cái máy massage, con để đó đi. Máy massage hả? Ừ. Con có cái máy massage đó là mấy ông già trong xóm này, mấy bà già đó đó ra đây đông lắm á. Xong rồi chắc chắn là bác cũng sẽ qua ủng hộ quán con luôn, phải không? Tất nhiên. Rồi cái bác, xong cái mình kêu ly nước á, cái mình ngồi để được massage nguyên ngày luôn, phải không bác? Thằng này dạy cười cũng đâu có sao đâu. Đó, thấy không? Mọi người thấy chưa? Đâu phải là chỉ có mình em nghĩ cho riêng mình. Xin lỗi cô Hiền nha, ở nhà tôi không ai giúp gì được cho cô hết á. Dạ không sao đâu chị. Cô Hiền ơi, hay mình dùng tặng phẩm khuyến mãi thử một lần xem sao cô. Hả? Tặng phẩm khuyến mãi á hả? Dạ, thì bình thường mấy cửa hàng mới khai trương á thường có quà để thu hút khách tới ủng hộ. Ừ. Ý của con á, hay cô cũng thử dùng cách này xem sao. Cái ý đó hay đó nha cô. Dạ. Bây giờ mình dùng quà khuyến mãi, mình kéo khách tới, có nghĩa là quán mình khách càng ngày sẽ càng đông, mà người ta thấy quán đông thì người ta sẽ tới nó đông hơn nữa. Dạ dạ đúng rồi đó ba. Thật ra quán của cô Hiền cũng hay lắm, nhưng mà có điều mọi người chưa có biết tới nhiều thôi. Bởi vậy bây giờ mình phải quảng cáo cho quán của cổ. Mình sẽ quảng cáo là
có quà tặng cho vị khách thứ 100. Cô thấy được không cô? Được đó, nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để làm quà khuyến mãi? Thì tặng tivi đi. Ủa, tivi á hả? Tivi là mắc tiền lắm á. Thì cô cứ coi như đó là cái khoản đầu tư vậy. Bây giờ câu cá là phải có mồi chứ, bỏ cái cần câu không xuống sao mà cá cắn mồi được. Đúng đó Hiền. Bây giờ Hiền cứ nghĩ à, em sẽ bỏ ra một ít tiền, nhưng mà sau này khách đến đông thì em có lời. À, nếu như á, quà mà người khách tới 100 mà được tivi á, có nghĩa là có 100 vị khách tới quán em á. Phải không? Ừ, đúng rồi. Sẵn dịp này á, mình thả mồi xem sao. Bây giờ cô cứ coi như là cái khoản đầu tư đi nghe. Khoản đầu tư đi nha. Bây giờ ấy là Hiền đầu tư cho tôi 50.000 tiền mồi trước đi. Gì? Tiền mồi. Mồi hả? Ừ. Mồi màng gì nữa. Anh là cá cắn câu rồi, khỏi mồi. Ghét rồi. Vậy là bây giờ phải dùng quà khuyến mãi. Ôi thôi chết rồi, bây giờ phải đi công chuyện gấp mà không bỏ quán được, làm sao bây giờ để không biết nữa. Khổ ghê vậy. À, anh Hải, anh tới đúng lúc quá. Cô thấy tôi còn mừng lắm phải không? Sao cô nói mấy người uống chùa đừng giờ tới quán cô nữa mà. Ôi đó là chuyện trước kia. Còn giờ như vậy, anh ngồi đây coi quán giùm em. Em đi công chuyện cái em về liền nghe. Khoan khoan, dạ. Cô đi đâu? Thì đang định tổ chức tặng quà khuyến mãi, cho nên phải chạy ra mua cái tivi nè. Bây giờ cô quyết định làm cách này rồi đó hả? Thì phải vậy thôi, chứ em đâu có thể nào nhìn cái cảnh quán càng ngày càng tệ vậy được. Thôi anh cứ ngồi đây đi, em đi về liền ha. Khoan. Cái gì nữa vậy? Cô đi mua mấy cái này không biết á, dễ bị hớ lắm. Ủa thiệt vậy hả anh? Ừ. Vậy bây giờ mình phải làm sao? Giờ cô mua cái tivi khoảng bao nhiêu tiền? Em nghĩ rẻ nhất chắc cũng phải 1.000.000 á. 1.000.000? Dạ. Được rồi, để tôi mua giùm cho. Mua càng rẻ càng tốt đúng không? Tôi biết chỗ bán rẻ lắm. Có thiệt là chỗ đó bán rẻ không? Tất nhiên rồi. Chẳng những mua rẻ cho cô nè, mà tôi còn lấy được cái món hàng khuyến mãi. Ví dụ như cái đồng hồ, không chừng. Ủa, có quà khuyến mãi nữa hả? Ừ, đưa tiền đây. Cô phải tin tôi mà, tôi nói thiệt. Đưa tiền đây. Đưa tiền đây. Thôi được rồi. Đây nè, em để sẵn 1.000.000 ở đây rồi đó. Anh cầm đi, mua cái tivi tốt cho em ạ. Mình phải mua được cái rẻ nhất, dư càng nhiều càng tốt. Sao mình thấy bất an quá vậy nè. Anh nói là mua cái rẻ nhất, có khi nào khiêng gì cái đồ dởm không trời. À, thôi nào tất cả mọi người nghỉ tay đi ăn trưa nào. À, bữa nay tới lượt ai trả tiền ta? Dạ, chỉ còn có 2 người là chưa trả thôi đó sếp. Linh ơi, hôm nay tới em trả tiền đó em. Ừ, nhưng mà bữa nay em đau bụng quá. Chắc không ăn trưa được đâu mọi người. Mới nói trả tiền cái là đau bụng liền. Không, bữa nay bụng em không được khỏe thật mà. Thôi, tôi trả tiền. Nhưng mà mình đi ăn món gì nè? Ăn phở đi sếp. Ủa, sao mới nói đau bụng mà cưng? Ờ thì nhưng mà phở thì chắc ăn được. Phở ngon mà. Ok, vậy thì để hôm nay tôi trả tiền cho. Wow. Ủa, gì vậy? Gì đâu ngạc nhiên. Thì ít nhất cũng phải để mình một lần mình trả tiền chứ. Hôm nay mình sẽ bao tất cả mọi người ăn no bể bụng luôn. Sếp, sếp coi cái này đi sếp. Sếp cứ coi đi. Đây. Cái gì đây? Khai trương nhà hàng Sài Gòn. À, thực đơn 150.000 đồng, Phượng Hoàng gãy cánh. Thực đơn 100.000 đồng, Kình Ngư quá hải. Trời đất ơi, anh Thắng tính cho mình đi ăn cái nhà hàng này thiệt hả? Phải, sếp đọc ở dưới á. Ở dưới, đặc biệt ha. Đó. Nghe.
Nhân dịp khai trương, quý khách nào dùng hết một tô phở đặc biệt của nhà hàng trong vòng 5 phút sẽ được miễn phí toàn bộ và được dùng thêm các món ăn truyền thống Việt Nam. Cái này hay gan. Tiếp. Tuy nhiên, nếu để dư thức ăn lại, quý khách sẽ phải trả gấp 3 lần giá trị toàn bộ thức ăn quý khách đã gọi. Được không ạ? Như vậy là mình vừa được ăn phở, vừa được ăn thêm món ăn truyền thống Việt Nam. Thực đơn tuyệt vời. À, có nghĩa là nếu mà ăn hết tô phở đặc biệt trong vòng 5 phút thì sẽ được ăn thêm những món khác mà miễn phí. Đó, như vậy là miễn phí hoàn toàn rồi, còn gì nữa. Làm gì có chuyện miễn phí. Em thấy hả, việc ngu ngốc nhất là đem cái chuyện ăn uống ra mà cá cược. Nếu như mà mình ăn không hết á, mình phải trả gấp 3 lần á, không thấy sao? Ê, em đừng có lo cái chuyện đó. Em nhìn anh đi, hồi nhỏ anh là chuyên gia ăn phở á, anh ăn một tô mất có 1 phút, tô lớn 1 phút 30 giây. Thắng. Dạ. Cậu đừng quên đây là tô phở đặc biệt. Sếp đừng có lo cái chuyện đó. Sao, giờ mọi người có chịu không? Mà nè, cậu có chắc cú không vậy? Đó nữa, đã nói là tin mình đi mà. Bây giờ làm sao, mọi người chịu đi không? Còn phải hỏi nữa, anh điện thoại đặt trước đi. Ok. Đây. Gì vậy cô? Dạ cái tivi đó. Tivi hả? Dạ. Trời ơi, cô định mua thêm một cái tivi nữa để trong phòng khám hả? Bác sĩ đừng có mơ. Em mua để dành mai mốt có chồng, em xem với chồng. Ủa, vậy là cô lấy được chồng rồi hả? Chúc mừng cô nghe. Ủa mà chồng cô lại? Bác sĩ chọc tức em đó hả? Em làm gì đã có chồng? Thì sao cô nói cô mua tivi? Sáng nay đi ngang cửa hàng điện tử, trong lúc nó đang bán giảm giá cho nên em mới mua đó. Với lại có biết trước được lúc nào em lấy chồng đâu. Phải chuẩn bị từ từ chứ. Đúng rồi không? Lo xa mà chu đáo như cô quả là hiếm đó nghe. Dạ. Cô mua cái tivi này giá bao nhiêu vậy? Nhìn đẹp hết chứ. Dạ. Bình thường á thì nó chỉ có giảm được 20% thôi. Nhưng mà cái góc bên này nè, đó, bác sĩ nhìn thấy không? Nó bị chày có chút xíu à. Cho nên họ giảm cho em 30% lận. Vậy à? Giảm 30%? Dạ. Mà cái chỗ chày này cũng đâu có rõ lắm, nhìn kỹ mới thấy đó nghe. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ. Cô giỏi đó, cô mua được cái tivi này mà giảm 30% là cô giỏi đó. Em cảm ơn bác sĩ. Em nói thiệt nha, em không có mắt nhìn đàn ông, chứ hàng quá thì em biết cách nhìn đó. Anh ngồi đó làm gì á? Sao không đi mua tivi làm quà khuyến mãi giùm cho ông Hiền? Anh đang kiếm chỗ nào rẻ để mua cho nó. Mà sao kỳ? Cái chuyện đi mua tivi là chuyện của Hiền. Tự nhiên anh đứng ra anh nhận nó đi mua là sao? Em coi, kiếm chỗ nào rẻ, mua dư ra được chút đỉnh. Thôi nghe, hết chuyện rồi cho anh ăn lời rồi hả? Lựa bạn em mà anh cũng ăn lời nữa hả? Ăn lời là sao trời? Em tưởng là anh cần mấy đồng tiền lẻ này lắm hả? Chủ qua là anh giúp Hiền thôi. Em coi nè, với cái số tiền vậy nè mà anh mua được cái tivi, đã vậy còn cho Hiền được cái đồng hồ để khuyến mãi nữa. Dư ra chút đỉnh để xài, đôi bên đều có lợi. Cái thời gian á mà anh suy nghĩ mấy cái chuyện đó, tốt nhất là đi xin việc làm ha. Hả? Nói gì? Có ai nhà không? Ra đỡ giùm em coi, nặng quá. Ai đó? Em lên đây phụ giùm em cái. Anh Hải. Để đây. Cái gì vậy? Dạ cái tivi đó chị. Tivi hả? Dạ. Em mua để mai mốt có chồng có cái mà coi. Với lại bên phòng răng không có chỗ để, em mang qua đây em gửi. Chiều em đi làm về em ghé em lấy nha. Trời ơi, chi cho mất công vậy. Em cứ nhờ người ta chở thẳng về nhà em cho nó khỏe. Em kêu người ta trừ bớt tiền chuyên chở rồi em mới mua đó. Trời. Với lại em nói thiệt nha, em chả có gì ngoài sức khỏe, cho nên ít ra cũng tiết kiệm được tiền chuyên chở chứ bộ. Tại cô, tôi nói thiệt, cô tính kỹ quá nên đến giờ chưa lấy được chồng. Không ai mà lấy người mà tính kỹ như cô đâu. Nữa à? Anh nói hết chưa hả? Xin lỗi. Cái tivi này cô mua nhiêu? Dạ 1,5 triệu. Triệu rưỡi? Dạ. Rẻ quá ha anh. 1,5 triệu. Nếu là tôi thì tôi chỉ cần 1,000,000 thôi tôi mua được cái tivi này. Được á. Đúng rồi.
Được á. Là sao? Anh kêu em mang cái tivi của em ra làm quà tặng cho quán cà phê hả? Ừ. Coi như mình tạm thời mang cái tivi này làm quà khuyến mãi cho quán cà phê. Vậy rồi còn cái tivi của em thì sao? Đây nè, sau đó mình mới tụ tập khách lại ha. Mình ra cái giải thưởng là vậy nè. Nếu ai là người khách 100 vô uống quán cà phê này á thì sẽ được hưởng cái tivi đó. Lúc đó em yên tâm, anh sẽ nhắn tin cho Loan. Loan là người khách 100 đến nhận cái tivi này về, hiểu chưa? Ủa, vậy là em mang cái tivi của em ra làm quà tặng cho em. Ừ, còn có 1 triệu mà mua tivi đó, hai đứa mình chia đôi, em 500, anh 500. Mỗi người một nửa của 1 triệu. Là em được 500 ngàn. Ừ, dễ ở cả. Em chỉ cần cho mượn cái tivi có chút xíu thôi em được 500 ngàn. Anh nè, anh là cái người cũng được 500 ngàn mà công bằng thôi. Thôi đi, lúc đầu á thì nói em đi kiếm gì mua để kiếm lời, rồi giờ hả lấy luôn tiền của người ta. Không biết nói sao để cho em hiểu đây. Nói hoài anh làm cái chuyện này là có lợi cho mọi người, không phải riêng bản thân anh đâu. Em nghĩ coi nè, à cô Loan đây là tiết kiệm được cái tiền chuyên chở mua được cái tivi 1,5 triệu. À, còn Hiền á chỉ cần bỏ ra 1 triệu thôi mà mua được cái tivi 1,5 triệu, như vậy là rẻ được 500 ngàn. Đúng đó, sau đó em vẫn lấy lại được cái tivi mà còn được 500 ngàn nữa. Ừ, thấy không? Rồi còn đồng hồ, anh có hứa là anh sẽ đem về cho Hiền cái đồng hồ khuyến mãi ra sao? Thì mình lấy cái đồng hồ nhà mình nè, qua bên đó làm quà khuyến mãi. Nhà mình cái đồng hồ cũng còn mới lắm. Vậy là phải lấy cái đồng hồ nhà mình mà đi làm quà khuyến mãi cho người ta. Người ta sao được người ta. Đây, làm cái quà khuyến mãi bên đó là gì nè, mình đưa cái thể lệ là bốc thăm. Nhưng mà em nhớ cái phiếu của em á, em phải xé một góc để làm dấu, em bỏ vô cái thùng đó, anh sẽ người đứng ra lấy cái phiếu đó, anh coi cái dấu nào đó của em bốc lên, như vậy cái đồng hồ sẽ quay lại nhà mình, hiểu chưa? Hết sức tưởng tượng. Anh thông minh hết sức tưởng tượng luôn phải không? Cho dù anh là chồng của em cũng phải nói. Nói sao? Cái cách của anh hiện giờ nó chẳng khác nào. Khác gì? Ăn cướp. Hả? Em nói ăn cướp. Đến rồi giờ ăn bên rồi, mời anh xơi, mời anh xơi. Sếp, để em đấm bóp cho sếp, rồi sếp có sức khỏe để ăn nha. À, sao lâu quá vậy ta? Nè nè mọi người, hồi sáng này tôi lỡ ăn ổ bánh mì lớn quá, sợ lát nữa là không ăn được nhiều quá. Không sao đâu sếp ơi. À, phải không? Sếp, sếp đừng có uống nước. À, nếu mà bụng sếp còn chỗ chứa nước á, thì thà để chỗ chứa một muỗng phở còn hơn. Đúng rồi đó sếp. Trời ơi, ăn có một bữa cơm mà sao cực quá vậy trời. Tới rồi, tới rồi. Ở đây nhiều mấy kiểu ba tô phở đặc biệt phải không à? Đúng rồi. Tới rồi. Mình kêu có ba tô mà làm gì mang nhiều quá vậy? Yên tâm, người ta biết mình thế nào cũng ăn hết phở, cho nên là họ mang thêm đồ ăn khuyến mãi theo á. Đúng rồi đó anh. Xin chào mọi người. Cảm ơn các vị đã đến với nhà hàng Sài Gòn Di Động của chúng tôi. Các vị vẫn nhớ rằng nếu các vị dù chỉ bỏ còn một chút xíu trong cái tô phở đặc biệt này thì các vị cũng phải đền gấp 3 lần trị giá của tô phở. Cái gì đã nhớ rồi không? Giờ bây giờ chúng ta cùng ăn nha. Dạ, ăn rồi, ăn, ăn. Dạ. Sao tôi thấy có cái gì không ổn quá nghe. Sếp đừng lo, bây giờ sếp đừng có nói chuyện nhiều. Sếp nói chuyện nhiều không khí lọt vô bao tử, nó hơi khó ăn. Trời đất, cái này là cái thao rửa mặt chứ đâu phải cái tô. Xin mời, xin mời. Ngon quá nha, phở đặc biệt đó. Ăn nổi không? Lẹ. Sao, sao ăn hết được? Hãy để ăn luôn. Sếp. Dạ, để. Cứ chừng, cứ chừng. Nè 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 nè. Cho thêm vô. Thôi được rồi, đừng đổ nữa. Rồi, để đó. Được rồi, đủ rồi. Rồi. Dạ, khoan. Dạ, thời gian quy định là cho các vị là 5 phút nha. Bắt đầu bấm giờ nha. Từ từ anh. Chưa. Anh la lên nha. Rồi. Chuẩn bị nha. Khoan. Lên. Từ từ. Rồi. Miếng tương thôi được rồi, không ăn tương rồi thôi được rồi. Rồi. Bắt đầu nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. Thank you.
ơi, công nhận các vị ăn sạch sẽ quá, dính đầy bàn luôn à. Mà ăn sao còn dư nhiều dữ vậy? Phải công nhận bái phục. Cái tô này 3 ngày tôi mới ăn hết đó. Công nhận hay quá, hết nói được luôn à. Hay quá. Như vậy thì chúng ta đã thỏa thuận nhau lúc đầu, thì các vị đã không ăn hết được rồi. Như vậy các vị phải đền gấp 3 lần trị giá của tô phở. Nhiều. Một tô 100 ngàn, gấp 3 lần là 300 ngàn. Hả? Gì mắc dữ vậy? 300 ngàn? Đúng rồi. Đặc biệt mà. Trời ơi, ai biểu tham gia vô mấy trò này chi? Hay lắm. Đáng đời nè. Vừa lắm. Đừng đánh nữa. Vỡ chào ra hết bây giờ nè. Đó, cô coi tivi đẹp không? Cái này đúng ở ngoài á, là giá nó phải 1,5 triệu lận. Tôi mua có 1 triệu thôi. Cô không tin nè, có hóa đơn đàng hoàng nè, cô coi đi. Đó. Thôi khỏi cần, nhìn sơ qua cái lại biết tivi xịn liền à. Mà làm sao mà anh mua được cái tivi rẻ dữ vậy? Anh giỏi thiệt á. Giỏi gì đâu mà giỏi. Đã vậy á, tôi còn lấy được cái phần quà khuyến mãi cho cô nữa kìa. Ủa? Cái đồng hồ nè, cô làm cái bóc thăm trúng thưởng là được đó, thêm vô. Có tới 2 món quà khuyến mãi lận. Vậy là lần này quán em đông khách chắc rồi. Đông chắc luôn. Bây giờ nè, cô đi in mấy cái tờ bướm đi. Mình đi phát cho mọi người biết. Ê, thôi việc đó để tôi làm giùm cho cô luôn cho. Sao bữa nay anh Hải tràn trề lòng tốt vậy ta? Chẳng qua tôi cũng kiếm được mớ. Dạ. Gì vậy? Không có. Chẳng qua là tại vì Hiền á là bạn của Thảo, vợ tôi. Dạ. Cho nên là tôi giúp đỡ vậy thôi mà. Đừng có ngại, sau này có khó khăn gì cứ kêu tôi giúp cho. Dạ cảm ơn anh. À, nếu vậy là mình bây giờ là chuẩn bị cái lễ phát thưởng là vừa, đúng không anh? Bắt đầu ngay từ bây giờ là vừa. Cảm ơn anh Hải nghe. Người nhớ nghe chưa? Khi em viết cái phiếu bỏ vô thùng á, nhớ xé một góc làm dấu để cho anh biết anh bóc nghe chưa? Em nhớ rồi, nhưng mà anh á cũng phải cẩn thận nghe, bóc cho nó trúng á. Anh mà bóc sai một cái là nhà mình mất tiêu cái đồng hồ á. Thôi yên tâm đi, nhìn đi đi đi. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã đến ủng hộ quán cà phê của tôi. Dạ, kính thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành bốc thăm may mắn. Và giải may mắn là chiếc đồng hồ này. Dạ, đây à. Dạ, bây giờ xin mời quý vị ghi tên của mình vào trong những cái lá phiếu đang cầm trên tay. Và ai ghi xong thì vui lòng là bỏ vào thùng phiếu này. Dạ, cảm ơn. Ủa, sao con lại xé cái phiếu may mắn? À, hay là con định làm dấu phải không? đâu có má. Cái này làm ta lỡ tay thôi, ta làm rách thôi mà. Nhưng mà dù sao nhìn cũng phát hiện ra liền à. Hay là tất cả mọi người á, hãy xé rách một góc phiếu của mình rồi hãy bỏ vô thùng ha. Đúng rồi, như vậy mới công bằng nè. Đó. Đây. Đây. Cảm ơn bác. Đây. Cảm ơn bác. Đây, cô Yến. Dạ đây ạ. Cảm ơn anh chị. Chết rồi anh ơi, bây giờ ai cũng xé ăn gốc á, bây giờ tính sao anh? Sao có bao nhiêu đó làm cũng không xong nữa. Bây giờ biết sao mình phiếu nào cũng vậy sao anh bóc được? Anh đâu biết chứ sao? Tính từ từ để tính coi. Cứ gì biết. Thiếu tình. Dạ thưa quý vị, bây giờ tôi sẽ bắt đầu bốc thăm may mắn để tìm ra người chủ sở hữu của chiếc đồng hồ này. Rồi. Dạ, xin mời đại diện cho những người khách. Xin mời anh Hải ạ. Hải nó đặc biệt lắm. Không đi. Dạ mời anh ạ. Bóc đi. Sao vậy? Hả?
Đừng làm gì vậy? Bốc lẹ lên. Cảm ơn anh. Và cuối cùng, lá phiếu may mắn cũng đã được bốc. Tôi xin tuyên bố giải may mắn hôm nay thuộc về vị khách thứ 17. Ai vậy? Anh Nguyễn Thế Trung. Cái đồng hồ của nhà mình kìa. Biết rồi, còn dư tiền nhiều lắm, mình mua cái khác mình lắp vô, hiểu không? Hình như mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng bất lợi. Sao không, còn cái tivi mà, đừng lo. Chiếc đồng hồ này đã thuộc về anh. Cảm ơn anh. Anh ơi, cái đồng hồ nhà mình đó. Chờ tivi. Dạ kính thưa quý vị, như vậy là chủ nhân của giải may mắn chúng ta đã tìm được. Và bây giờ tôi xin tuyên bố đến phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, là sẽ trao quà cho vị khách thứ 100. Đến giờ phút này, quán chúng ta đã có 97 vị khách vào. Và chỉ chốc lát nữa thôi, vị khách thứ 100 sẽ bước vào. Và phần thưởng đặc biệt cho vị khách thứ 100 sẽ là chiếc tivi này. Cô Hiền. Dạ. Gì hết? Cô nói cái tivi này là thằng Hải nó mua cho cô hả? Dạ đúng rồi. Chiếc tivi này là 1,5 triệu lận á. Mà anh biết không, anh Hải mua 1 triệu à. Rẻ chứ. Đã vậy anh còn khuyến mãi thêm cái đồng hồ nữa đó. Anh điện thoại nè. Cố lên nha anh, cố lên. Tới rồi. Đây là vị khách thứ 98 và thứ 99 của quán chúng tôi. Quà cho anh vậy. Thật tiếc, nếu như anh chị chỉ cần đến trễ một chút xíu nữa thôi thì giải thưởng đặc biệt may mắn của ngày hôm nay đã thuộc về anh chị. Đó là chiếc tivi này. Dạ, xin mời anh chị ạ. Bây giờ chỉ còn một người khách duy nhất nữa thôi. Ai sẽ là người may mắn thứ 100 đây? Mà muốn đó làm gì nữa? Nhắn tin nhanh lên. Cô ngồi xuống đây, cho tôi hỏi chuyện này. Dạ. Ngồi xuống. Dạ nhưng mà em không thể, em đang có chuyện gấp. Thì tôi cũng có chuyện gấp muốn nói với cô nè, cô ngồi xuống đi. Nhưng mà chuyện của em gấp hơn chuyện của anh, em xin lỗi nha. Cái gì vậy? Cô này. Chị ơi, hãy trốn đi. Chồng em đuổi đánh em kìa. Chúc mừng chị. Dạ thưa quý vị, đây người khách thứ 100 của chúng ta đã xuất hiện. Vậy là sao? Dạ thưa chị, bởi vì chị là người khách thứ 100 trong chương trình khuyến mãi của chúng tôi, do đó chiếc tivi phần thưởng đặc biệt này đã thuộc với chị. Tôi được hả? Dạ đúng rồi, của chị. Không có gì đâu chị, chỉ cần sau này hả chị thường xuyên tới quán ủng hộ cho cô Hiền là được thôi. Dạ. Hả quý vị? Tôi sẽ ủng hộ hết mình. Dạ thưa quý vị, như vậy là chương trình trao giải thưởng của chúng ta đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến ủng hộ quán của chúng tôi. Cảm ơn. Cảm ơn bác. Cảm ơn con nghe. Chúc mừng chị. Thiệt tình à, chỉ có tụi khùng mới nghe lời ông Hải á. Còn tôi thì sao hả?